Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Chúc quý vị có một ngày bình an và tràn đầy may mắn. Quý vị thân mến, khi 20 tuổi cho rằng ai cũng nghĩ đến mình, 40 tuổi thì dường như không còn quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì nữa. Đến 60 tuổi mới nhận ra sự thật là chẳng ai nghĩ gì đến mình. Vậy nên con người sẽ thay đổi để thích nghi vào mỗi thời điểm nhất định trong cuộc sống. 60 tuổi được người đời đặt tên là tuổi xế chiều, tuổi hoàng hôn, phủ phàng hơn một chút thì gọi là tuổi già. Ở tuổi này người ta thường sẽ có nhiều thời gian để chiêm nghiệm và suy nghĩ về những việc đã qua cũng như phần đời còn lại. Một số người cho rằng phải già đi là một sự hối tiếc của cuộc sống, nhưng tuổi tác đôi khi lại là một lợi thế. Chính vì kinh nghiệm của mỗi cá nhân được tích lũy theo năm tháng, vì thế tuổi tác càng lớn, bạn lại càng tự tin đối mặt với cuộc sống hơn. Do đó, những người bước vào tuổi 60 ghi nhớ được 5 nguyên tắc sống sau thì cuộc sống càng lúc càng hạnh phúc và an yên. Nguyên tắc thứ nhất, không giận dỗi, tự ái, chấp nhặt. Hãy để đơn giản và tự nhiên. Sau khi nghỉ hưu, phần lớn người già có cảm giác mình không còn giá trị, bị lãng quên, không còn được người khác tôn trọng. Họ cảm thấy như mình bị mất đi tất cả, công việc, mối quan hệ, quyền lực. Nếu bản thân người bước vào tuổi già nhận thức được đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, thì tâm lý họ khá ổn định. Nếu không chấp nhận quy luật vốn có ấy, những biến đổi về tâm lý, tình cảm sẽ xảy ra. Trong khi mọi người xung quanh vẫn bận rộn với công việc, thì người già quanh quẩn với bốn bức tường. Những mối quan hệ giao tiếp trước kia hầu như bị cắt đứt. Ngoài việc cơ thể lão hóa, tinh thần của người lớn tuổi cũng sẽ sa sút theo. Vì thế người già dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý, thường thấy như cô đơn, hoài cổ, lo lắng, bi quan, nóng nảy, đa nghi. Thực tế cho thấy khi về già, tính cách con người cũng thay đổi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Người già thường hay để ý và trở nên kỹ tính vì cuộc sống bó hẹp trong gia đình, nên suy nghĩ và tuổi thân. Ngược lại thì lớp trẻ năng động và luôn có xu hướng hướng ngoại. Họ có phong cách sống, trẻ trung, nghĩ cũng thoáng hơn. Điều này gây nên những mâu thuẫn trong các gia đình có 2-3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Vì vậy, để người già dễ tính hơn, các thành viên trong gia đình cần ôn hòa, thoải mái, chia sẻ và yêu thương nhau nhiều hơn. Để tránh tình trạng này, người sau tuổi 60 khi đã nghỉ hưu nên dành thời gian tiếp xúc nhiều hơn với xã hội, nhiều đối tượng ở mọi lứa tuổi khác nhau. Hãy dành thời gian luyện tập thể dục thể thao, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hơn hết, hãy quan tâm tới đời sống tinh thần của người già, cố gắng cùng luận bàn về những thay đổi xã hội, về những vấn đề mà họ quan tâm, tạo tâm lý thoải mái khi ở cùng con cháu. Nguyên tắc thứ hai, đối xử thật tốt với bản thân để tận hưởng tuổi già. Ông ngoại tôi vẫn đều đặn tập thể dục thể thao hàng ngày bằng việc đi bộ hay những bài tập nhẹ nhàng dành cho người cao tuổi. Ông thích đi đây đi đó. Thi thoảng ông lại tự mình đi chợ, mua nguyên liệu về rồi nấu món mình thích, thậm chí còn sắm cho mình vài bộ quần áo mới. Ông nói rằng, già hay trẻ thì đều nên yêu bản thân mình. Khi ta yêu mình thì ta mới yêu được người và rồi người mới yêu ta. Có lẽ vì thế nên tinh thần của ông lúc nào cũng rất vui vẻ và thoải mái. Các bạn biết đấy, thân thể và sức khỏe là vốn liếng của cuộc đời. Đối với người già, điều này càng quan trọng. Sức khỏe cũng là tài sản, là vốn của bản thân. Chăm sóc sức khỏe bản thân là cách đối xử tốt nhất với mình, với gia đình, con cái và xã hội. Cơ thể không khỏe mạnh không chỉ gây rắc rối cho bản thân mà còn cho người thân và gia đình. Khi còn trẻ, chúng ta mặc định việc kiếm tiền là quan trọng nhất mà quên đi một điều rằng sức khỏe còn quan trọng hơn. Một người có hiểu biết về sức khỏe, biết cách giữ thân thể khỏe mạnh sẽ hạnh phúc hơn khi về già. Và chỉ có thân thể khỏe mạnh thì mới có nhiều cơ hội hưởng thụ nhiều điều hạnh phúc của cuộc sống. Bảo vệ thân thể khỏe mạnh là cơ bản nhất mà ai cũng phải làm. Nguyên tắc thứ ba, học cách buông bỏ những điều sớm đã không còn ý nghĩa, chừa cho bản thân một đường lui. Đến tuổi 60, nhiều người bắt đầu đối mặt với nhiều nỗi lo khác nhau. Có người lo mất việc, có người lo lắng cho con cái, có người cảm thấy cuộc sống không dễ dàng. Trong dòng sông lớn của cuộc đời, mỗi chúng ta cũng giống như một con thuyền đang căng buồm trên dòng chảy đó.
Càng mang nhiều đồ đạc thì càng khó di chuyển. Chỉ khi bạn học được cách buông bỏ, bạn mới có thể tiến xa hơn. Một nhà văn Trung Quốc đã từng viết như thế này: khi tôi bước vào tuổi trung niên, sức khỏe dồi dào, có một số tiền tiết kiệm, tôi kết hôn, chồng chu đáo, con cái ngoan ngoãn và có một công việc mình thực sự thích, đây là thành công. Khi bước sang tuổi 60, chúng ta nên biết điều gì ngoài tầm kiểm soát của con người. Bản thân chỉ cần nỗ lực hết mình, biết an phận là đủ. Bất cứ ai cũng không tránh được vòng xoáy của tuổi tác và quy luật của tự nhiên. Ở giai đoạn này, hãy dành thời gian nhiều hơn cho cha mẹ già và tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh họ cuối cùng. Đồng thời cũng đừng lo lắng cho tương lai của con cái. Chúng có con đường riêng của mình, chỉ cần chúng có lương tâm trong sáng thì tương lai vẫn sẽ rộng mở. Vậy nên sau 60 tuổi, cách tốt nhất để duy trì hạnh phúc đó chính là học cách buông bỏ. Vì điều duy nhất mà chúng ta cần ở thời điểm này là bình an. Nguyên tắc thứ tư, đừng theo đuổi cố chấp để đoạt bằng được danh vọng, địa vị. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, trân trọng những người xung quanh mình. Ở tuổi lục tuần, phần lớn cuộc đời đã va vấp không ít, tuổi về hưu đang đến gần, người thân bạn bè ly tán, con cái đã có cuộc sống ổn định, đã đến lúc cần tĩnh tâm và thưởng ngoạn phong cảnh nhiều hơn. Đừng để ý đến những lời nói khó chịu của những người xung quanh, đừng tranh giành hay né tránh, chỉ chăm sóc cho cuộc sống của riêng mình. Đây cũng là lúc phải chấm dứt thói ăn chơi trác táng, hao tài tốn của. 60 tuổi là điểm bắt đầu để tận hưởng cuộc sống. Ở tuổi lục tuần, chúng ta đã trải qua những bồng bột của một người trẻ và những thăng trầm của tuổi trung niên, và những gì còn lại là sự điềm đạm và cởi mở. Như người ta đã nói, lòng tốt giống như nước và nước bảo toàn mọi thứ mà không cần tranh cãi. Khi về già, tốt nhất không nên quản quá nhiều chuyện ở ngoài kia mà hãy sống cho riêng mình, thêm yêu cuộc sống và hạnh phúc sẽ luôn ở bên. Nguyên tắc thứ năm, luôn có cái nhìn tích cực và mỉm cười với cuộc sống. Trong cuộc sống luôn có những tình huống không vui, ai cũng phải gánh chịu những nỗi đau khổ hay sự bất công. Do vậy, người hạnh phúc hiểu rằng họ sẽ có nhiều thứ hơn khi sẵn sàng đón nhận những ngày không vui này. Bên cạnh đó, tiếng cười là liều thuốc hiệu nghiệm cho mặt thể chất, tình cảm và xã hội. Người hạnh phúc không thể sống mà thiếu nụ cười. Họ biết cách tự cười mình và những điều trớ trêu của cuộc sống mà không phải cười sự trả giá của người khác. Bởi vì họ không quá nghiêm túc, biết buông thả và trải nghiệm niềm hạnh phúc của tiếng cười. Nguyên tắc thứ 6, không chỉ trích, oán thán, giữ tâm lạc quan, vui vẻ. Khi bước sang tuổi xế chiều, mọi người phải học cách kiềm chế cơn giận. Người xưa có câu, nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh, tức là khi một người quá tức giận, chuyện gì cũng đều dám làm. Một khi không biết cách kiềm chế cơn giận, thì những gì họ biểu hiện ra bên ngoài sẽ là trạng thái rất xấu xí. Đồng thời lúc tức giận, một loạt các từ ngữ và hành động cực đoan cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể và tinh thần, thậm chí có thể gây ra một số căn bệnh nhất định. Một khi chúng ta bị sự tức giận của mình chi phối thì dễ dàng xúc phạm đến người khác. Bạn sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định không sáng suốt, đánh mất tình cảm của bạn bè và người thân xung quanh. Khi mọi người rời bỏ chúng ta, thì lúc nằm trên giường bệnh chính là lúc chúng ta sẽ cảm nhận được sự thê lương cô độc, không người thăm hỏi. Do đó, cách tốt nhất để được an nhiên bình thản chính là hãy biết cách kiểm soát cơn tức giận của mình. Một người không bị cơn nóng giận chi phối là một người biết suy nghĩ trước sau, tâm bình khí hòa, chính là một người đại trí. Quý vị thân mến, có thể nói người đến tuổi 60 là chính thức bước vào giai đoạn tuổi già. Ở giai đoạn tuổi tác này, chúng ta cần hiểu được bản thân và biết nghĩ cho quãng đời còn lại. Đối với rất nhiều sự tình, người cao niên cần phải học cách buông bỏ. Trước những ham muốn, chúng ta phải biết xem nhẹ. Đứng trước nhiều chuyện bất lực, chúng ta cần biết mỉm cười bước qua. Có người từng khuyên rằng, bước vào tuổi 60, hãy chuẩn bị thật tốt cho mình 3 điều sau đây. Cuộc sống về già sẽ an yên hơn rất nhiều. Cùng tiếp tục tìm hiểu về 3 điều này ngay sau đây quý vị nha. Điều thứ nhất là kết giao bạn bè. Tuổi trẻ là khoảng thời gian bận bịu với sự nghiệp, chăm sóc nhà cửa, con cái và nuôi dạy chúng trưởng thành. Do đó bạn không có nhiều thời gian cho bạn bè. Theo các chuyên gia về tâm lý, có những người bạn tốt là cần thiết cho sức khỏe và tinh thần của người trung niên.
Việc sống một mình và ít kết nối xã hội cũng có hại cho sức khỏe một người, tương đương như hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Ở ngưỡng ngoài 60, khi sự nghiệp đã dừng lại ở việc nghỉ hưu, con cái đã trưởng thành, bạn sẽ có thời gian cho việc xây dựng các mối quan hệ. Đó có thể là người bạn chung sở thích, quan điểm, chứ không nhất thiết là bạn tình. Điều thứ hai, không nên ở cùng con cái. Đã qua rồi các thời tam tứ đại đồng đường, ngày nay cha mẹ già sống với con cháu dường như không mấy khi hạnh phúc. Nếp sống suy nghĩ của con người thay đổi quá nhanh, dẫn đến mâu thuẫn giữa các thế hệ ngày càng sâu sắc. Đó là chưa kể sự bất hòa giữa cha mẹ và dâu rể. Thay vì ở cùng nhau để rồi chướng tai gai mắt dẫn đến sự bất hòa, cha mẹ già và con cái nên thu xếp để được ở gần nhà nhau. Con cái tiện bề thăm nom, chăm sóc cha mẹ lúc cần thiết, cha mẹ dễ dàng qua chơi với con cháu cho đỡ nhớ nhung. Vậy là đã vẹn cả đôi đường rồi. Điều thứ ba, có một khoản tiền dưỡng già. Đừng dùng hết tất cả tiền bạc vào con cái, hãy để chúng độc lập và tự kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình chúng. Việc của bạn là dành một số tiền để lo cho mình lúc về già. Bạn hãy tiết kiệm một khoản tiền để có thể làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích khi về già. Điều này cũng không có gì đáng xấu hổ. Ngược lại, con cái chúng ta còn bớt đi một phần lo toan khi gánh nặng cơm áo gạo tiền vốn đã rất áp lực trong cuộc sống hiện đại này. Từ năm 60 tuổi trở đi, con người chúng ta chính thức bước qua tuổi trung niên và bước sang giai đoạn trung niên. Ở giai đoạn này cần phải biết suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận cho cuộc đời còn lại. Rất nhiều việc cần phải học được cách buông bỏ, đứng trước dục vọng cần phải biết xem nhẹ. Đứng trước những việc khiến chúng ta cảm thấy hết cách, hãy cười một cái mà cho qua. Hãy sống một cuộc đời sau tuổi 60 thật hạnh phúc bạn nhé. Các bạn có đồng ý với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh.